Đầu tiên, mình xin cảm ơn các nhà khảo cổ OSS Team đã đồng hành cùng chúng mình trong quá trình thực hiện video này. Nếu các bạn muốn được nêu danh ở đầu video, hãy ấn vào nút Join hoặc tham gia bên dưới để hưởng những đặc quyền chỉ dành riêng cho membership nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Lối sống của khủng long Spinosauridae là chủ đề tranh luận sôi nổi kể từ khi các bộ xương mới quan trọng của Spinosaurus aegypticus được công bố vào năm 2014 và 2020. Các lối sống khác nhau của loài này đã được đề xuất trong tài liệu. Một số người lập luận rằng nó là loài bán thủy sinh ở mức độ khác nhau, săn cá từ rìa các vùng nước hoặc có thể khi lội hoặc bơi trên mặt nước. Những người khác cho rằng nó là một loài săn mồi hoàn toàn sống dưới nước. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về việc các nhà khoa học đã tìm ra sai sót trong nghiên cứu về khả năng săn mồi dưới nước của khủng long Spinosaurus nhé. Các nhà cổ sinh vật học thường đồng ý rằng Spinosaurus aegypticus là loài ăn cá. Nhưng chính xác làm thế nào những con khủng long này bắt được con mồi là chủ đề của những cuộc tranh luận sôi nổi. Với một số nhà nghiên cứu cho rằng chúng săn mồi trên bờ, một số thì lội hoặc bơi ở vùng nước đông, và những loài khác, chúng là loài săn mồi hoàn toàn sống dưới nước. Một nghiên cứu gần đây đã hỗ trợ cho giả thuyết thứ hai bằng cách sử dụng một phương pháp thống kê khá mới, gọi là công nghệ lấy nét theo pha, viết tắt là PFDA, để phân tích mật độ và tỷ lệ xương của Spinosaurus. Trong một nghiên cứu mới, giáo sư Paul Serino của Đại học Chicago và các đồng nghiệp của ông đã đánh giá một cách nghiêm túc các phương pháp của nghiên cứu trước đó và xác định những sai sót đáng kể. Họ nói, Spinosaurus và những họ hàng gần gũi của nó rất hấp dẫn vì những đặc điểm giải phẫu khác thường, sự khan hiếm mẫu vật và thực tế là các nhà khoa học đã không tìm thấy xương từ các bộ phận của cơ thể nó cho đến rất gần đây. Không giống như những loài khủng long ăn thịt khác, có nhiều bằng chứng rõ ràng cho thấy nó sống gần nước và ăn cá hoặc các loại thức ăn thủy sinh khác. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi về cách sống của Spinosaurus. Liệu nó có phải là loài săn mồi bơi nhanh đuổi cá như sư tử biển không? Hay đó là loài săn mồi phục kích ở mép nước, dùng đôi tay đầy móng vuốt tóm lấy như phiên bản khổng lồ của gấu nâu đang đuổi theo cá hồi? Hay lao xuống nước như con diệt nặng 7 tấn từ địa ngục? Các nhà nghiên cứu bắt đầu bằng cách đặt ra những câu hỏi mới về mật độ xương, chẳng hạn như cách số hóa các phần mỏng, vị trí cắt qua xương đùi và xương sườn, và liệu có nên bao gồm xương của nhiều cá thể hay không. Một số động vật có vú sống dưới nước hiện đại như lợn biển có xương sưng tấy và dày đặc để giúp chúng ở dưới nước, giống như đai đeo trọng lượng của thợ lặn. Những động vật lớn trên cạn như voi và khủng long cũng có xương dày đặc để hỗ trợ khối lượng cơ thể ngày càng tăng của chúng. Hầu hết các loài chim hiện đại và nhiều loài khủng long bao gồm cả Spinosaurus đều có tình trạng ngược lại. Với các túi khí gắn vào phổi hoặc bên trong xương hoạt động giống như một chiếc áo phao ngăn ngừa bị ngập nước. Việc đánh giá khả năng sống dưới nước của một loài đã tuyệt chủng như Spinosaurus cần phải tính đến tất cả các yếu tố này. Do sự phức tạp của việc hiểu ý nghĩa của mật độ xương, các nhà cổ sinh vật học đã đánh giá lại cách áp dụng kỹ thuật thống kê được sử dụng trong các nghiên cứu trước đó để hỗ trợ cho tuyên bố rằng Spinosaurus là loài lặn sâu. Cách tiếp cận của BFDA giống như học máy, nó huấn luyện một thuật toán phân loại trên một nhóm loài có lối sống được hiểu rõ. Về nguyên tắc, các nhà nghiên cứu sau đó có thể sử dụng thuật toán để ước tính khả năng một loài chưa được hiểu rõ như Spinosaurus sẽ rơi vào nhóm hành vi này hay nhóm hành vi khác. Nhà nghiên cứu Nathan Miravon của Intellect Ventures cho biết, tuy nhiên trên thực tế có những vấn đề cần phải khắc phục. Thật không may, kỹ thuật đó không hoạt động chính xác trừ khi bạn có nhiều dữ liệu. Bạn thực hiện so sánh giữa các quả táo và bạn kiểm tra xem dữ liệu có đáp ứng được điều kiện tiên quyết thống kê nhất định hay không. Không có yêu cầu nào trong số đó được đáp ứng trong các nghiên cứu trước đó, vì vậy kết quả không đạt được khi xem xét lại. Bài báo mới sẽ giúp các nhà cổ sinh vật học hiểu được những cạm bẫy của BFDI và các phân loại phân tích thống kê rộng rãi khác như cách tránh chúng. Các nhà nghiên cứu cho thấy điều quan trọng là phải sử dụng các tiêu chí nhất quán và khách quan để quyết định nên đưa vào và loại trừ loài nào, cũng như cách phân loại hành vi của chúng. Các phát hiện này cũng chứng minh tầm quan trọng trong việc tính đến các sai số đo lường và sự khác biệt của từng cá thể khi đánh giá mật độ xương. Giáo sư Paul Serino cho biết, chúng tôi nghĩ Spinosaurus, một trong những loài động vật săn mồi lớn nhất, cần thêm sức mạnh của xương để hỗ trợ trọng lượng của nó trên các chi sâu tương đối ngắn. Spinosaurus có thể lội vào vùng nước sâu gần 2 mét mà không nổi, nên nó có thể phục kích các loại cá có kích thước bất kỳ bằng móng vuốt và hàm của mình, nhưng vẫn giữ các ngón chân neo chắc trong bụng. Vừa rồi là những thông tin mà chúng mình muốn gửi đến các bạn về việc tìm ra sai sót trong nghiên cứu về hỗ trợ hoạt động săn mồi dưới nước của Spinosaurus.
Các bạn thấy sao về video này, hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé. Còn có yêu cầu nào thì cũng bình luận luôn, để các anh em Ultrack Xe thực hiện trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.